Cách đây ít giờ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình tại vòng loại thứ hai Olympic Tokyo với trận ra quân gặp Myanmar. So với những lần chạm trán trước đây với đối thủ cùng khu vực, đây là trận đấu đặc biệt quan trọng bởi chỉ cần một chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giành quyền dự vòng playoff để tranh suất đến Thế vận hội năm nay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tung ra đội hình tấn công mạnh nhất, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, nhất là trong hiệp 1. Phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng của Ngân Thị Vạn Sự ở phút thứ 61, cô gái của chúng ta mới có được thắng lợi tối thiểu trước Myanmar. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận là nắm chắc tấm vé playoff, cũng như hướng tới màn trình diễn tốt trước Hàn Quốc ở lượt trận sau. Trong khi đội tuyển nữ đang có cuộc hành trình hướng đến Olympic 2020, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thì thể thao Việt Nam thực sự bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp do virus corona, khi nhiều giải đấu bị hoãn, trong đó có V-League và giải hạng nhất. Nhưng sức hút của những trận cầu vẫn không hề thay đổi. Hai sân chơi cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã nhận thêm nguồn lực trước thềm mùa giải 2020. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và tập đoàn LS Holding từ Hàn Quốc đã ký kết hợp tác tài trợ chính giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam LS V-League 1 và LS V-League 2 năm 2020. Đây là hai giải đấu thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả hâm mộ cả nước, được xem là nền tảng tập hợp lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Tập đoàn LS là đơn vị không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi trong năm 2019, đơn vị này cũng là nhà tài trợ chính của giải hạng nhất quốc gia. Tuy chính thức công bố tài trợ mới cho các giải đấu, nhưng trong thời gian này, VFF và VPF vẫn đang theo dõi sát sao tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona để có phương án cụ thể về thời điểm khai mạc khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã bị lùi thời điểm khởi tranh.